Cô còn nhớ không? Khi bị lôi tới cung điện này, cô đã nói đó không phải là độc dược, còn rất tự tin uống hết cả bát thuốc. Khi nghĩ đến những việc cô đã giúp đỡ ta, đột nhiên ta lại thấy rất tò mò. Khi đó cô làm theo lệnh của Gogun Pyo, nhưng có lúc cô lại đáp ứng thỉnh cầu của ta. Rốt cuộc cô đứng về phe nào? Điều này mà người còn phải hỏi sao? Tất nhiên tiểu nữ theo phe công chúa rồi. Lúc đó chẳng qua tiểu nữ bị Gochuga đe dọa thôi. Ý cô là cô không còn cách nào khác ư? Ta biết rồi. Nhưng cô sớm đã biết được Trường Seo là ai rồi đúng không? Công chúa, nếu tiểu nữ có ý đồ khác thì cần gì câm miệng. Cô chính là người đã đưa đưa Trường Seo vào cung. Không phải cô không hay biết gì, mà dù là cô biết rõ ông ta là ai, cô vẫn đưa ông ta vào cung. Công chúa, Haemoyo. Cô định tiếp tục giấu giếm ta sao? Mau nói ra thân phận thật của cô đi. Vì đại nghiệp thống nhất tam quốc của trẫm, người phải quay lại Goguryeo. Sau khi quay lại đó, hãy giết công chúa Pyeonggang. Là thần đã sai nàng ấy làm vậy. Mục đích của thần rất đơn giản. Thần muốn nàng ấy lấy được sự tín nhiệm của công chúa. Thần đã lợi dụng điểm yếu của nàng ấy để bắt. Nhưng nàng làm tốt lắm. Nhưng cả thần và nàng ấy đều không biết chuyện của bang chủ Chân Trúc Bang. Sư phụ cô, nếu công chúa muốn biết điều gì, thần sẽ trả lời tất cả. Sư phụ cô tưởng ngài biết tất cả về tiểu thư hay sao? Thần hiểu nàng ấy hơn công chúa nhiều. Nàng ấy là người thần yêu. Chúng thần không giấu nhau gì cả. Này, ngươi đang làm gì vậy hả? Ta nghe nói có tiếng người trong này nên mới vào xem thế nào. Hóa ra là hai người sao? Công chúa, phải làm thế nào đây? Chuyện gì cơ? Làm hành động thân mật giữa cung điện là hành vi bất kính. Với tư cách thủ lĩnh đội phòng vệ, ta có nên chém họ không? Ngươi đi quá giới hạn rồi đấy. Ngươi định chém thủ lĩnh cấm vệ quân sao? Vậy hai thủ lĩnh chúng ta hãy đánh nhau một trận đi, để xem kiếm pháp của ai tốt hơn nhé. Đang đợi đã. Tiểu thư He, ta đã quá ngu ngốc khi ngưỡng mộ tài năng của cô và tin tưởng cô. Từ nay về sau, ta sẽ không gọi cô vào cung nữa. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ. Sư phụ cô, ngài cũng đừng ở bên phụ hoàng của ta nữa. Việc giả làm trung thần nên kết thúc ở đây thôi. Nếu thần luôn giả dối thì bệ hạ đã không tin thần như vậy. Đúng là đã có một khoảng thời gian thần đã rất trung thành, giống như thần từng nói với công chúa như trước đây. Mau đi đi, và đừng nói những lời bất kính đó nữa. Ta rất mong đợi cuộc đấu kiếm giữa chúng ta đấy. Được thôi, ngươi cứ đợi đi. Đi thôi. Ta cảm giác chúng đang âm mưu chuyện gì đó. Sư phụ Go, có lẽ đang âm mưu điều gì đó với Gogun Pyo. Ta chắc chắn là vậy. Gashina, ta có dự cảm không lành. Là chuyện gì nhỉ? Yamgachin,
Cho dù nàng không lo nghĩ ngày đêm thế như vậy, Goguryeo cũng không sụp đổ đâu. Chẳng đừng quá chủ quan như vậy. Không lẽ nàng cũng thèm muốn ngôi vị đó sao? Khi còn nhỏ nàng từng nói nữ nhân cũng có thể trở thành nhà vua. Không, chàng đừng nói mấy lời bất kính đó nữa. Vậy thì tốt quá. Ngài không nên can thiệp vào chuyện này. Vậy ta phải giả vờ không biết à? Ngài vốn nên như vậy. Giờ công chúa đã biết hết rồi, ngài phải làm sao đây? Khó khăn lắm ngài mới có được sự tín nhiệm của bệ hạ. Nhưng ta lại có được trái tim của nàng. Vậy đâu có thiệt đâu. Đây không phải lúc để đùa đâu. Ta là người đã giúp Du Nhung Seo trốn thoát. Sao lại vậy? Bây giờ đã không thể quay đầu nữa rồi. Cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Không lâu nữa đâu, hoàng cung sẽ thuộc về gia tộc vua. Ngươi xem đi. Đây là ý của cô Chu ra sao? Hay là kế sách của tướng quân? Có gì khác nhau sao? Đây đều là vì tộc Yeru. Nhưng thủ lĩnh Gu, dạ, vì gia đình mà ngươi không màng hiểm nguy. Ta hiểu rất rõ điều này. Đó là vinh dự của thuộc hạ. Sớm thôi, khi tổng Kieru thống trị Goguryeo, nhiệm vụ của ngươi sẽ càng thêm nặng nề hơn. Xin ngài cứ nói. Tướng quân, chuyện gì? Dạo này ngài có qua lại với tiểu thư He đúng không? Sao ngươi lại hỏi vậy? Thuộc hạ của ta thường báo cho ta mọi chuyện trong ngoài thành. Hắn nói mấy ngày nay hành tung của cô ta rất đáng ngờ. Vậy sao? Có tin đồn cô ta bị bắt đến Shilla, khó khăn lắm mới quay về được. Ta lo cô ta sẽ làm gì đó cản trở chúng ta, nên đang âm thầm điều tra. Ta cũng phải nghe ngóng chuyện này mới được. Cảm ơn ngươi, ngài không cần khách sáo đâu. À, thủ lĩnh Gu này. Vâng, nhiệm vụ lần này của ngươi rất quan trọng đấy. Thần đang bí mật theo dõi động thái của tổng Giru. Họ bị tước quyền độc quyền bán muối, còn bị tăng thuế. Chắc chắn họ đang rất bất mãn. Biết đâu chúng sẽ biến nỗi bất mãn đó thành hành động. Không chỉ theo dõi nơi ở của Gugunpyo, ngài hãy theo dõi đội quân riêng của ông ta nữa. Ý người là Gugunpyo sẽ giấy binh làm phản ứng. Nếu ông ta không giấy binh thì con trai ông ta sẽ làm vậy. Ngài hãy tiếp tục theo dõi chúng sát sao. Vâng. Xem ai thế này? Chẳng phải là thủ lĩnh Gu đó sao?
Thành chủ, lâu rồi không gặp. Ngài đã đi một chặng đường dài rồi, mau vào đi. Tiếc quá, lần này đến lượt hoàng tử bắn. Đệ định u uất như vậy đến khi nào? Càng những lúc như thế này, đệ càng phải phấn chấn chứ. Đệ đừng khóc nữa. Ta không hề biết có một khu tập bắn tuyệt thế này đấy. Bắn cung vui lắm mà, sao hoàng tử lại khóc? Hoàng tử, hoàng tử có muốn cược với ta không? Cược sao? Nếu trong 3 lần bắn ta có thể chẻ đôi tên của hoàng tử thì hoàng tử không được khóc nữa nhé. Huynh định nhắm vào tên của ta sao? Sao có thể chứ? Nếu ta thua, ta sẽ trồng cây chuối cả ngày nhé. Được thôi. Thật là ngớ ngẩn. Cái gì thế? Huynh bắn tệ quá. Chỉ là bắn thử thôi. Trời đất ơi! Sao có thể làm được chứ? Huynh luyện bắn cung như thế nào vậy? Ta không luyện gì cả. Ta chỉ nhìn người khác rồi học thôi. Thật không? Hoàng huynh, mau lại đây đi. Ta biết rồi. Nhờ huynh mà con mu đã vui lên rồi. Tỷ phu, cảm ơn huynh. Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là gia đình mà. Cữu tử, hắn không phải là người dễ dàng nhượng bộ vậy đâu. Guan Piu đang đợi để phục thù đấy. Ta đến mà nàng chẳng để ý gì cả. Chàng vừa đến à? Ừ. Nàng sao vậy? Hôm nay ta đã đến nơi tộc Suno sinh sống. Ta muốn làm hòa với Jin, nhưng ta không gặp được cô ấy. Nàng đừng nóng vội. Nàng từng nói mối quan hệ của hai người rất đặc biệt mà. Được rồi. Nặng lắm đúng không? Nếu ta thấy nặng thì phải từ bỏ chức vị thôi. Sao vậy? Hôm nay chẳng được làm thủ lĩnh đội phòng vệ nữa. Chúng ta đi chơi đi. Cái gì? Lên lên. Này, nhũ mẫu không xuân mà biết sẽ lo lắm đấy. Chẳng sợ cái gì chứ. Ta chỉ muốn mua chút đồ ăn và đồ trang sức thôi. Nhưng đồ ở chợ đều là đồ rẻ tiền. Nàng có nhiều đồ quý giá hơn mà. Nếu không có đồ chàng mua cho ta, sao nàng lại nổi giận với ta? Đi theo ta. Qua xem đi. Mời vào. Ở đây có bán củ rong này. Ôi, đây là củ rong sao? Vâng, ông lấy ở đâu vậy? To quá. Ở tận sâu trong núi đấy. Này, củ rong đấy. Đây là cây hoa chuông. Vậy sao? Mau đi theo ta nào. Oh, yeah.
Đây là thảo dược quý nên giá hơi cao. Chuyển lời cảm ơn của ta đến đại nhân he. Vâng. Hãy nhớ thông báo tình hình của bệ hạ nữa nhé. Cái này thế nào? Đẹp lắm. Còn cái này? Cái này cũng đẹp. Gì vậy? Đẹp hết thì phải làm sao đây? Chẳng phải chọn một cái chứ. Để ta xem cái nào đẹp hơn nào. Cái này thì sao? Gachina, ta xin lỗi. Chúng ta chọn đại một cái nhé. Thì ra là ông không sao rồi. Giờ ta hiểu rồi. Chủ tiệm thuốc và Gorgon Tập Gieru cùng một phe với nhau. Hai người đang âm mưu gì vậy? Ông mới là người làm trái lời hứa. Ông tấn công bệ hạ mà không bàn trước với ta. Thậm chí còn muốn làm hại thái tử quân. Vậy thì sao? Phải có lý do các người mới cứu ta chứ. Ta sẽ để ông đi và cho ông cơ hội báo thù một lần nữa. Hãy tập trung thuộc hạ của mình và ám sát bệ hạ đi. Người muốn ta mở đầu cuộc mưu phản ư? Ông không cần lo. Tộc Gieru sẽ xử lý mọi chuyện sau khi ông giết được bệ hạ. Ta sẽ trừng phạt bệ hạ. Còn ngươi lên nắm quyền hoàng cung. Ta sẽ cung cấp tiền và vũ khí cho ông. Sau đó thì sao? Khi ta không còn tác dụng nữa, ngươi sẽ giết ta đúng không? Dù sao ông cũng đâu còn gì để mất đâu. Này, nếu không có ta thì ông đã chết rồi. Thì chưa thể báo thù ấy chứ. Ông định thế nào? Loại thuốc này sẽ lan ra khắp cơ thể. 10 ngày sau máu của ông sẽ không thể lưu thông nữa. Nếu ông không muốn thổ huyết mà chết thì lúc đó phải xin ta thuốc giải độc. Các ngươi không dở thủ đoạn này thì ta cũng không chạy trốn đâu. Vậy hãy thể hiện cho ta thấy đi. Ta không muốn đánh nhau với các người. Trachin, người nghĩ mình vẫn có thể sống sau khi phản bội chúng ta? Dừng tay lại. Cái này có nghĩa là gì? Nàng đã quên rồi à? Cái này là gì đây? Ta biết. Đây là vật thể hiện chúng ta ở cùng một phe. Thông minh quá. Chúng ta ở cùng một phe. Và chúng ta đã là phu thê rồi. Goguryeo mà nàng mơ về. Đất nước mà nàng muốn xây dựng.
cũng có ta ở trong đó. Hãy biến ước mơ của nàng thành sự thật. Ta đến thế gian này để làm thanh gươm của nàng. Gajin dù gì cũng là con gái của nhà vua. Cô ta chỉ coi trọng cha cô ta và Goguryeo thôi. Nhưng người không phải người Goguryeo, đã vậy còn mất đệ đệ duy nhất. Tất cả là tại Gajin. Ta sẽ chiến đấu bên cô ấy với tư cách là một người bằng hữu. Người đang bị lợi dụng thật rồi. Không phải vậy đâu. Ta là người đã nuôi nấng và dạy dỗ hai người. Ý ngươi là tình bạn của ngươi quan trọng hơn danh dự của ta sao? Ta và ngươi đều không thuộc về Goguryeo. Hãy nhớ lấy tinh thần của Trân Trúc Bang. Ta đang rất giận. Sao ta có thể bắt thành chủ trả nhiều thuế hơn để lấy lòng người dân? Cả hoàng thượng và công chúa đều là những kẻ ngu ngốc. Thế nên cô Chuga mới giao cho ngài một nhiệm vụ quan trọng. Bắt đầu từ thành Hoang Châu, nếu thành chủ của mỗi nơi đều phản đối chính sách này, tổng Giru sẽ lo hết phần còn lại. Quay về và nói với cô Chuga: ta Giang Trách rất vui lòng kháng lệnh nhà vua. Cô Chuga sẽ đánh giá cao lòng dũng cảm của ngài. Ta cũng mong là thế. Nếu thành Hoang Châu phong khởi, thành chủ những nơi khác cũng sẽ làm theo. Một khi hắn làm thế, triều đình sẽ phái ngũ bộ binh đi trấn áp. Con có đối sách gì chưa? Con đã bàn với tướng quân nào? Hắn đã thảo luận với các đan chu dưới trướng rồi. Tốt lắm. Nếu chuyện này thành công, ngai vàng sẽ là của con. Phụ thân, ta sẽ lui về sau hỗ trợ con. Goguryeo của con sẽ trở thành quốc gia hưng thịnh trước nay chưa từng có. Con sẽ bắt Shinla và Bách Chế quy phục, và con sẽ cai trị những vùng đất mà Wangeto đại đế từng cai trị dưới lá cờ của Goguryeo. Ta phải sống thật lâu để nhìn thấy Goguryeo của con. Công chúa đang nói gì vậy? Hai tỷ đệ cô từng nói, sau này nếu không làm sát thủ nữa thì muốn trở về quê hương, muốn trở về thảo nguyên nơi người đột quyết sinh sống mà. Vậy ý cô là ta có thể đi sao? Chuyện này không cần sự đồng ý của ta. Đáng ra cô có thể làm mọi điều mà cô muốn. Vậy mà ta lại coi việc cô sát cánh bên ta, giúp đỡ ta là một điều đương nhiên. Ta chỉ nghĩ cho bản thân mình. Gajin à, cô đã rất đau khổ sau khi San ra đi. Là ta quá vô tâm. Ta xin lỗi. Nhưng chuyện của bang chủ, ông ta đã chạy thoát rồi. Cô không lo lắng gì sao? Rồi một ngày ông ta sẽ xuất hiện thôi. Ta vẫn đang chờ đợi đây. Đợi ư? Đáng ra lúc đó ta phải giết ông ta. Lần này ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Mới sáng sớm công chúa đã tìm cô làm gì vậy? Vì chuyện đánh nhau với tổng Giru lần trước à? Sao cô lại nhìn ta như vậy?
Vâng nghe ạ. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Thái tử bắn giỏi quá. Ai dạy thái tử bắn cung vậy? Sư phụ cô. Dù trước đây ngài ấy từng có khúc mắc với tỷ tỷ, nhưng huynh đừng ghét ngài ấy, huynh nhé. Lần sau ba chúng ta cùng so tài bắn cung nhé. Thái tử bắn lại lần nữa đi. Sư phụ cô đã lừa thái tử và phụ hoàng. Vậy hắn nghe lệnh của cô quân Piêu sao? Có thể là thế, mà cũng có thể là không. Một lũ xấu xa. Con suy đoán tổng Kiro đang âm mưu một kế hoạch lớn. Kế hoạch lớn sao? Ngay cả trong điện của phụ hoàng cũng có tai mắt mà Gochuga cài cắm. Ý con là thái giám sao? Chậm biết rồi. Phụ hoàng, chậm đã quá mụ mị đầu óc khi chìm đắm trong rượu và thuốc. Nhưng giờ thì chậm đã rõ rồi. Chậm biết tên đó là tay sai của Gungunpyo. Nhưng sao phụ hoàng lại tha mạng cho hắn và giữ hắn bên mình? Chậm định tìm cơ hội để lợi dụng hắn làm mồi nhử Gungunpyo. Bệ hạ, giang chết thành quang du giấy binh làm phản ạ. Khánh nói gì cơ? Xin hãy phái thần đi ạ. Đang nào? Đây không phải chuyện phò mã có thể xử lý. Ta đã có đội quân trấn áp quân phản loạn rồi. Chỉ khi thần đi thì công chúa mới yên tâm được. Dana, chẳng không cần làm vậy đâu. Nếu không phải ta thì còn ai có thể nữa đây? Ta sẽ đi. Hãy tin tưởng ta. Xin bệ hạ hãy phái thần đi. Gochuga, giờ ngài còn tỉnh táo không vậy hả? Sao ngài có thể làm phản? Đây không phải làm phản mà là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Ta chỉ đang sửa lại sai lầm mà bệ hạ và công chúa phạm phải thôi. Binh lực thành Hoa Chu đâu đến 2.000 người. Dù có chiêu mộ thêm trai tráng cũng không được quá 3.000 người. Nếu quân thảo phạt mà tới, quân thảo phạt đã về phe ta rồi. Tướng quân Nam Mạnh Đắc của ngũ bộ binh là người phụ trách trấn áp quân phản loạn. Ngài ấy đã hứa cho dù quân thảo phạt có xuất binh thì cũng không khai chiến đâu. Ngoài tướng quân Nam, các chỉ huy dưới trướng của hắn cũng sẽ nghe lệnh của ta. Tốt lắm. Vậy ta có thể an tâm rồi. Vậy tiếp theo ngài định làm gì đấy? Nếu thành Hoang Châu dẫn đầu, những nơi khác cũng vùng lên thôi. Như vậy đây sẽ là cuộc khởi nghĩa theo ý muốn của bách tính. Chúng ta phải xông vào cung và lôi hoàng thượng xuống khỏi ngai vàng. Gochuga, bọn ta đang bàn chuyện. Ngươi lui ra đi. Phỏ mã chỉ huy quân thảo phạt đang tiến tới thành Hoang Châu. Cái gì cơ? Ông đang chỉ huy quân thảo phạt ư?
đúng là nghiệp chướng. Còn là nghiệp chướng khó có thể giải trừ.